Hôm nay Sam mặc đồ nổi đẹp quá. Thiệt, hôm nay Sam đẹp lắm lắm luôn á. Hình như anh Long đang không mặc đồ nổi cho nên anh hơi buồn, thì nó không có thanh xuân vậy thôi. Rồi, với lại là trong một cái màu sắc mà nó xám xịt như thế này thì làm sao mà anh nói cho mọi người biết rằng là anh đang vui được. Đúng rồi. Chú này tên họ là chi, năm nay bao nhiêu tuổi, ở nơi nào, làm nghề gì? Không làm nghề gì, tự mình đón. Không có cái gì hết trơn vậy. Có cái dừa đó anh. Vậy mà cũng nghĩ ra được hả? Ủa? Không được, nhìn dừa thì tôi nghĩ ra thôi chứ. Vượt thủ á? Không, cầu thủ gì trong đây chị có. Vượt thủ hả? Vượt thủ á? À, đi phượt á. Tôi nghe cầu thủ. Có dấu hiệu rồi đó anh Linh. Chú vẽ cháu được không? Ồ, mời anh Kim Tử Long. Ừ, thank you very much. Chưa kịp xin nữa. Biết tôi sớt liền. Anh Long nhanh thiệt luôn rồi đó. Mà cái người đoán không đúng chú đừng có vẽ. Vẽ cái người đoán trúng chú nè. Thường thường là những người mà không đoán trúng, mình phải làm cho người ta tâm phục khẩu phục bằng cách mình vẽ chân dung người ta để cho người ta tâm phục mình. Ngồi vô. Trời ơi, tự ngồi luôn. Trời ơi, tôi biết chỗ mà. Trời ơi.